Ờ uh, xin chào anh chị nhé. Hiện tại thì uh, tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp uh, Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Trước mắt uh, trước mặt của anh chị đây là một uh, 4 hết 7 điều, 4 hết 7 điều anh chị nhé. Cái điều này thì nó khoảng uh, 10 năm rồi, 10 năm rồi. Đất thì bằng phẳng, cực kỳ bằng phẳng luôn. Đó. Anh chị vườn điều mà ông chủ này ông ấy làm sạch sẽ. Không? Sạch sẽ à, không có cộng cỏ nào hết á Mà điều này uh, tôi thấy là người ta chăm sóc rất là kỹ nha anh chị nha. Đó anh chị nhỉ anh chị nhìn rồi cảm nhận luôn à, đây là con đường này khoảng à, 300m mặt đường anh chị nhá à, Tuy nhiên thì con đường này người dân người ta ít đi nên là 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 à, nó nó không được lớn thôi nhưng thực tế trên sổ nó tận 5 mét lận anh chị nhá đó 45 m mặt đường 45 cái con đường này nó rộng khoảng 45 m lận anh chị đó Nói chung cứ chạy thẳng con đường chạy thẳng hết vườn điều của mình là là, là con đường nó chạy chạy tốt xuống dưới kia cơ nhưng cái mặt đường của mình á là nó được 300m 300m á, hiển thị trên số anh chị nhé cái vườn điều này của chúng ta lên thổ cư xây nhà thoải mái nhé theo vùng nông thôn á, thì à, theo quy định của nhà nước á, thì là mỗi hộ dân mình sẽ lên được 400m thổ cư nghĩa là cái vườn điều này mình lên được 400m thổ cư anh chị nhé đó tôi quay lại cho anh chị xem một lần nữa đất ở đây chất đất là đất đỏ ba gian anh chị nhé từ đây ra chợ trường học thì khoảng hai cây số đó, khoảng hai cây anh chị nhá hai cây thì đi xe máy thì một hai phút à ba à, phút nhỉ ba phút gì đó, đó. đó. nói chung là đất này rất là đẹp giá bán thì rất là êm nha chị nhá, êm vì sao tôi nói êm ạ à? vì uh, uh, xã thuận phú huyện đồng phú là một cái xã giáp thành phố đồng xoài anh chị nhá một cái xã huyện Đồng Phú nhưng mà nó là một cái xã giáp thành phố Đồng Xoài Nên là cái cái giá trị đất của nó cũng rất là cao Nhưng mà nhà này bán chỉ có 1 tỷ một hét thôi anh chị nhé 1 tỷ một hét thôi Đó giá rất là tốt nha anh chị nhé Đó bây giờ tôi quay lại một nửa, lần nữa cho anh chị xem Đó đây là Điều Vườn Điều là cực kỳ sạch nhá Cực kỳ sạch nhá không có một cọng cỏ nào hết á Tôi thấy là không có cọng cỏ nào hết Đó Thì uh, tỉnh Bình Phước của chúng ta là một tỉnh uh, uh, Miền Đông Nam Bộ Đó miền Đông Nam Bộ thì có cái chất đất là đất đỏ ba gian chiếm đến 65% còn lại là đất đen và cái cây chủ lực của nó là cây cao su và cây điều này anh chị nhá và mới tới cây tiêu sau đó mới tới cây tiêu anh chị nhá đó. đó. tôi đi vài bước nữa để cho anh chị hình dung còn anh chị nào muốn xem chi tiết thì anh chị phải lên đất nhá phải lên đất xem thì mình mới hình dung được anh chị nhá còn anh chị nào có ô tô chạy vào tận vườn được nhá anh chị nhá đường bốn năm m thì chắc chắn rồi. ô tô của chúng ta thì uh, chiều ngang thì khoảng mét tám, đó. chiều ngang khoảng mét tám thôi. không Đó. Mà đường mình tận bốn năm m thì uh, ô tô đi thoải mái, anh chị nhé. đó Còn xe tải thì chúng ta cũng đi thoải mái luôn. Đó. Đó. Bên kia là phần cao su của người ta. Người ta cũng đã rào uh, kẽm gai hết rồi, đầy đủ hết rồi. Rồi. Uh, bây giờ mình nhắc lại một lần nữa nhé. Diện tích của chúng ta là 4H7, giá bán là 1 tỷ trên 1 hecta 1 tỷ trên 1 hecta nhé, Đ chất đất thì đất đỏ 3 gian, à, đường hiển thị trên sổ là 300m, à, 300m 300 mặt đường, đường nó rộng khoảng 4-5m nha chị nhé, à, khoảng 4-5m ha, rồi còn cái vị trí của nó thuộc ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, huyện Thu Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé, thì à, mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị nào quan tâm, thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918645130 anh chị nhé. Ngoài ra thì anh chị có thể truy cập website của công ty đó là cvtland.com. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVTLand để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.